75 và 1925 nó kéo chung chung thời gian tháo dây cung ra bắt đầu dây cung này đấy, như này đúng không ạ? Đó như kiểu là sau trước và sau khi lập gia đình ấy và cái giường nó rộng gấp đôi đúng không? Đấy đây là cái mà mình hay thấy nó xòe cái đằng bẻ ra hoặc nó bị trồi đúng không ạ? Kéo trên dưới này nó bị trồi, nó trồi cái 56 ra nên mình kéo 56. Tuy nhiên là mình vẫn dùng rất có rất là nhiều chị mình thấy là không gắn mắc cài không gắn ben đằng bẻ những cả đó mình nhìn mình không thích lắm. Lý do tại sao? Cái kéo này đúng không? Kéo này kéo 56 này mà không có mắc cài không có ben 57 chắc chắn 56 này bị trồi và bị xoay đúng không? Mình không có gì giữ cả nhưng mình vẫn kéo 56 này. Tức khi đó mình vẫn phải đi một dây cung qua cái 56 qua 57 này. Thì nếu 56 này muốn xoay này hoặc muốn nghiêng muốn trồi thì có 55 và 57 giữ lại, có hai thằng hai bên nó cản lại thì 56 mình rất ít bị xoay, rất ít bị trồi. Tất nhiên vẫn có nha, nhưng ít hơn rất là nhiều. Còn nếu chị kéo vào 57 chắc chắn 57 nó trồi. Có anh chị nào kéo cho bệnh nhân xong thấy có bật giữa 56 57 không? Đó nghe mấy anh chị để ý nhé. Khi mình làm vào dòng thế có ben 57 này và kéo thì thường kéo vào 56 và bộ khối này là để nó giảm nguy cơ mất neo, giảm nguy cơ xoay răng hoặc nghiêng răng hoặc biến dạng không à. Đó khi mà răng mình nó vẫn chạy như này vẫn tốt đúng không? Ở đây đúng không? Đây mọi người thấy rất là rõ này. Tắt cái đèn này đi. Có hơi vàng không ạ? Rõ hơn không ạ? Đây ạ, mọi người để ý được không ạ? Mình thấy rất là nhiều người làm như này. Có ai làm như vậy không? Thường cũng một vài người đúng không? Lần trước mình đi hỗ trợ mấy bạn ở tỉnh thế. Thế cứ dạy cho em lại. Ê ơi, em phải gắn mắc cài nó bày cho em. Để tháng 6 chả thấy gì cả. Tháng 6 nữa vẫn thấy vậy. Và càng ngày cái đám sóng này càng trồi lên. Có thể chị chỉ kéo đơn thuần trong 3 đám sóng thôi. Và đặc biệt hay kéo chứ liên hàm này. Đó, thì cái đám sóng này bị trồi lên. Hoặc bẻ nút đúng quả hay gì thế. Cái đám sóng này bị trồi lên nhiều đúng không ạ? Trồi này một là nó nghiêng về phía gần à, có khe giữa đám sóng đám bảy. Thứ hai đám sóng mình nó trồi lên và nó nghiêng về phía gần. Bệnh nhân ăn nhai bị dắt thức ăn, bị vấn đề sáng kém khớp cắn đúng không? Sau này bị sâu giữa kẽ răng này sẽ bị vấn đề về khớp cắn. Thế giải quyết thế nào? À, gắn thêm răng bảy để chỉnh tiếp đúng không? Rồi còn cách nào nữa không ạ? Mình thấy nhiều bạn sáng tạo lắm. Các bạn nói ui trời đơn giản, càng ngày em làm suốt phục hình răng này đúng không? Quá đơn giản, tự nhiên là 1 thành 2, 2 thành 4 đúng không? Có mỗi ngày xưa mỗi thu tiền tỉnh nha không, bây giờ em thu thêm tiền của mình nữa cơ được không? Nên em chỉ làm tỉnh nha thôi, em không làm phục hình như thế này. Mình thấy phương án này đó là mình cũng thích lắm. Có phương án đơn giản nữa à, các bạn bảo rồi. Một là có thể là đơn giản bác sĩ tỉnh nha đó, gắn cái bất tần vào đây kéo cho tam giác nó xuống đúng không? Hoặc là có một bạn hoặc số bạn ấy mình thấy rồi đặt chất hẳn ở đây được không ạ? Nó vẫn được, nó vẫn được vấn đề khớp cắn thôi. Còn thức ăn nó vẫn dắt vào đây. Bởi răng nó bị nghiêng mà, răng bị nghiêng mà kiểu gì nó dắt hay viêm. Đó. Thì cho nên là chị để ý nhá. Khi mà gắn lại cố gắng thêm chút xíu nữa. Mình đã bỏ tiền cả cái bộ mắc cài vào ben này rồi. Tiếc gì thêm cái răng bảy này. Đúng không? Gắn thêm ben răng bảy nhá. Mắc cài ở ben răng bảy tốt nhất là cứ dùng hàng xịn, nếu không có hàng xịn đắp tí con một chiếc vào đây để kéo hoặc buộc neo vào nó vào nó đỡ bị xoay. Và nó tốt nhất vẫn nên dùng một ben nào mắc cài. Đó. Đó, mình có thể kéo chéo này đúng không? Đó, thường, ví dụ đây là hạng 2 đúng không? Khớp cắn hạng 2 đúng không? Mình có thể kéo này, trên dưới này hoặc dùng chùm chuỗi kéo này. Đó, rất là nhiều cách để kéo khác nhau. Phối hợp kéo hạng 3, phối hợp đóng phản hạng cửa đều được nhá. Đấy chị, coi cái này phải linh hoạt. Nó tuy nhiên ban đầu cứ từ ban đầu mà là cứ kéo một răng đơn thuần trước. Khi mình làm được một cái kéo một răng đơn thuần trước là khi đó hãy nghĩ chuyện là phối hợp các bước với nhau. Được chưa? Còn nếu mà mình làm một bước này chưa tốt rồi, đã được voi đòi hai ba trứng ấy, đúng không? Được cái này chưa tốt mà tính chuyện này là cái khác là rất là mệt mỏi. Nó có thể kéo hút rồi đó, nhiều chị bấm kéo hút này, vít này đó. Vít hôm qua bác mình có chia sẻ rồi đúng không ạ? Rất là hay. Ngày xưa mình không có vít thì nó hay bị mất neo, kiểm soát nghiêng xoay nó khó. Bây giờ có vít rồi, kiểm soát cái đó tốt hơn rất là nhiều. Hoặc như đây là làm gì ạ? Đây những ca này này, ngày xưa mình nói rồi là chỉnh nhà dây thẳng cứ làm đây là phẳng xong ấy, xong là nhổ ra và xử lý khoản đúng không? Sau đó hết xong rồi mới tinh chỉnh hoàn thiện. Thì trong thời gian mình kéo này thì hay bị hở khớp răng hàm. Có chị nào bị không ạ? Hôm qua thấy có mấy chị hỏi em á, lúc ngày xưa bệnh nhân cắn rất là tốt, sau một thời gian kéo được cái răng ba vào thì lại thấy cái răng bảy nó hở ra toang bác này. Có ai gặp không?
Đấy, mình nói rồi, nhất do khi mình kéo răng 6 này, răng 6 bị trôi thì răng 7 nó bị hở đúng không ạ? Cái thứ hai, như bây giờ mình làm này, có cái ca này đúng không ạ? Mình kéo này, vừa kéo lùi răng 3 vừa đóng khớp răng 6 này luôn đúng không ạ? Đấy, phối hợp vừa xử lý khoảng và vừa là tinh chỉnh hoàn thiện luôn, đóng khớp cắn luôn cho bệnh nhân. Có trường hợp vẫn kéo răng 3 trên này và vẫn có chun tàn giác dưới này để mình chỉnh khớp cắn cho bệnh nhân luôn. Những cái đợt đầu mình làm ấy, bệnh nhân mình thì gọi là bác sĩ cẩn thận thế, làm cho em 3 năm trời, 4 năm trời cẩn thận không? Quá cẩn thận nhé, bây giờ toàn cái có tầm 5 rưỡi, 2 năm hoặc là có ca nhanh thì tầm hơn 1 năm mà xong. Đấy, tức là mình vừa xử lý luôn này luôn. Ngày xưa cứ là ở cứ đóng khoảng xong hết mới xử lý những cái này. Bây giờ có cái xử lý luôn. Và bây giờ hàng tháng khám phát hiện kiểm tra có vấn đề gì xử lý luôn nó, không để chờ đến khi nó tổ kiến hồng chuột toàn để vỡ đúng không? Có lỗ rò cái, có vấn đề cái xử lý luôn, không chờ khi mà nó không thể khắc phục được nữa mới làm, nó lâu lắm, nó mệt lắm. Cũng được đúng không? Lâu mệt đúng không? Có thể dùng lò xo đẩy này đúng không? Mình vừa nói rồi. Đây là trong trường hợp rất là bình thường đúng không? Mọi người nhìn này, khám này, cái răng này này thấy khá là bình thường. Những ca này nhổ răng, nhổ răng 4 không? Kéo răng này rất là dễ. Đấy, nhưng mà ví dụ kéo răng cửa này thì cẩn thận. Đúng không? Cái này gì ạ? Chân răng khá là sát xương vỏ đúng không? Hoặc nhiều anh chị kéo cái răng này của mình nhé. À, thấy răng này như thế này, kéo dễ không? Hơi dễ tí nhỉ. Tất nhiên khó cái vừa rồi đúng không? Trong trường hợp này, nếu chân răng mà đã sát xương vỏ rồi thì khi anh chị kéo này, anh chị đã thấy là kéo cực khó luôn. Lý do là một là xúc cảm xương vỏ nó cao lắm, và hai cái cứng chặt nhau đúng không? Chân răng cứng, xương vỏ cứng. Bình thường mình kéo xương sốt mà, bây giờ kéo vào đây rất là khó kéo. Kéo là một, chân răng tiêu, hai là xương nó bị tiêu đúng không? Xương tiêu và xương vỏ ấy, hôm trước mình xem mấy bạn gửi cho mình, mình nhìn là sờ phát thấy chân răng ở đây luôn rồi, nguy hiểm lắm. Ca đó mà để lớp xương vỏ nó hình thành là cực khó nhé, cực khó. Thứ hai, chân răng tiêu có hồi phục được không ạ? Mình có xem một số báo cáo, người ta nói có hồi phục, nhưng mà những nhà mình làm mình chưa thấy ca nào nó hồi phục được như ban đầu. Hồi phục như thế, gọi là hồi phục 0.001 mm là ok chịu, cái này mắt mình cũng nhìn được, nhưng vẫn có đúng không? Đây là cái khi mình kéo là những ca này phải bắt buộc phải chỉnh, đưa chân răng vào trong xương sốt trước. Cái nguyên lý của mình nhá, là bao giờ kéo, nhiều anh chị hỏi di sai được không, kéo lùi được nhiều hay không, phải xem cái xương chứ. Răng thì thế nào kéo nào nó chả đi đúng không? Kéo bình thường không đi, cắn vít kéo lực lớn hơn thay đổi lực nó đi được hết. Nhưng vấn đề có xương kéo nó đi hay không, bản chất cái răng mình phải nằm trong xương. Thế nhưng ca này làm gì ạ? Ca này muốn kéo làm gì ạ? Làm gì ạ? Có nhiều anh chị làm nhiều mà, em biết là nhiều anh chị làm nhiều, mình rất là nhiều. Nhiều năm trong nghề đúng không? Nhưng mà ngại chia sẻ. Nói như anh Đăng ở mấy bác đó, ngại chia sẻ, anh ngại chia sẻ lắm. Đấy, tình trạng em muốn học được các anh chị nhưng ít lắm. Bác Yên bác hay chia sẻ, hay hỏi được. Nên là mấy bạn cũng khá là nhiều bạn. Có chết cứ không nói đúng không? Đấy, đây là cái này nhé thôi. Những trường hợp này mình mong muốn là đưa cái chân răng vào xương sốt trước, đúng không? Thì khi đó là xương sốt nó mềm mà, cái chân răng mình nó cứng hơn, thì khi mình kéo như vậy nó di chuyển tốt mà không bị tiêu chân răng, không bị cái vấn đề ảnh hưởng về xương. Thế bây giờ làm thế nào để đưa chân răng vào? Làm thế nào đưa chân răng nó vào ạ? Chỉnh tọt đúng không? Chỉnh tọt đúng không? Đấy, rất đơn giản thôi. Mình chỉnh tọt, tọt là độ đường kim ngoài trong của răng này. Mình chỉ cần chỉnh tọt, đưa chân răng vào trong cái là ok ngay, mọi việc giải quyết rất là đơn giản, êm ru đúng không? Thế chỉnh tọt bằng cách nào ạ? Tại những trường hợp này đó, kéo nào được? Kéo không kéo được đâu, đừng cố gắng kéo. Cố gắng kéo chỉ là thêm đau thôi. Đúng không ạ? Bệnh nhân đau, mình cũng đau. Bệnh nhân đau đúng rồi, sao vậy? Mình đau tại sao? Thấm mắt thì đau thôi. Suốt đêm không ngủ, đau thôi. Thứ hai là người nhà bệnh nhân lại đấm cho phát nữa, đau nữa. Kéo không được mà.